Đây cái hồ nước mà nó chảy chảy như vậy nè, ở dưới này có cá đâu nữa. Thì phía trước sân của mình á, thì mình có cái cảnh vậy nó cũng rất là đẹp nha anh chị. Ở miền Tây của em á, thường thường mà ai mà được có cái sở hữu một cái căn nhà như thế này á là rất tuyệt vời. Còn gì bằng nữa, ô tô đậu bên trong luôn nè. Đó anh chị thấy đây ha. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Nó hôm nay em về xã Thân Cú Nghĩa của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình cái ngôi nhà cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đối với em là rất đẹp nha, còn đối với anh chị sao thì anh chị hãy bình luận dưới video của em. Đây thì có một cái chỗ nhỏ nhỏ để trồng kiển, nhưng mà chủ đây người ta trồng cây ăn trái cũng được anh chị. Ở đây mình có quýt nè, rồi có cốc thái nè, rồi có nhãn này, không biết nhãn gì nữa đây nè. Nó ha, cổng gào đồ này kia đầy đủ luôn. Nhà thì ô tô đã đậu trong nhà anh chị an tâm nha. Nói chung là được một cái là mình có thổ cư đồ hết nha, và được một cái là mình gần quốc lộ 1A, cách quốc lộ 1A chỉ có 40 mét thôi. Đường phía trước mình là đường nhựa nữa. Và bên trong mình có một cái ngôi nhà như thế này nè. Em sẽ quay đại khái bên trong, sau đó em sẽ ra phía trước cho anh chị mình xem. Chỉ về hướng quốc lộ 1A, một đường thẳng luôn nha anh chị. Cách chỉ có 40 mét là anh chị cũng biết rồi, một đường thẳng à. Đó, đây là bên trong của mình nè. Để em sẽ cầm cái sổ cho anh chị mình xem. Cái diện tích của mình, của cái ngôi nhà của mình đó anh chị, bề ngang là 6 mét và chiều sâu vào á, là một cạnh là 28m34 nha anh chị, và cạnh 28m09. Phía sau hậu mình cũng 6 mét luôn, cho nên nó có tổng diện tích là 170.3 m², trong đó có 140.3 m² là thổ cư nha. Tại vì em chỉ đưa cái hình vẽ của sổ lên cho anh chị mình xem. Anh chị nhìn trên màn hình đi, em để cái hình lên cho anh chị xem. Còn đưa cái thông tin vô á, sợ bị bản quyền YouTube anh chị à. Nhiều khi thông tin của người ta mình đưa lên không có được. Cho nên anh chị thông cảm nha. Thì nói chung là chủ hôm nay về nhờ em quay lại nè, giới thiệu lại cái ngôi nhà này cho anh chị mình xem. Nếu anh chị thấy phù hợp thì anh chị cũng có thể mua cái căn này về mình ở nha. Chủ để là nội thất cho anh chị mình hết luôn. Trước khi bước vào tông thì em xây dựng mưa hướng mặt tiền cho anh chị mình. Anh chị nào mà hợp với việc phong thủy á, để anh chị tiện tham khảo để xem tiếp video của em. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây dựng giữa hướng nam và tây nam nha anh chị. Nó nằm cái đoạn giữa đó. Cho anh chị nhìn trên màn hình xem thử đi. Em có để cái hình lên đó. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi chỉ có 15 phút à, khoảng cách là 7 km đúng luôn. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 1 phút, khoảng cách là 64 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, bấm đi quốc lộ 1A đi, nếu mà đi đường cao tốc là thời gian đi là 1 giờ 11 phút, khoảng cách là 57 km. Còn anh chị đi đường quốc lộ 1A có thể nó gần hơn nè. Còn anh chị đi đường quốc lộ 1A thì 1 giờ 21 phút, khoảng cách là 51 km nè anh chị. Đó ha. Và ở đây là được cái là mình về ngay trung tâm huyện chỉ có 1 km là nha anh chị. Trung tâm huyện Châu Thành á, thì hôm nay em về ấp Củ Hòa, xã Thân Củ Nghĩa của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình cái ngôi nhà này nè. À, chủ tặng nội thất cho anh chị nha, tivi, sofa gì đây chủ cũng tặng hết luôn cho anh chị mình nè. Nhà mình thì có 3 phòng ngủ nha anh chị. Được cái mình có 2 phòng ngủ toilet có bên trong luôn. Và đây là cái phòng ngủ đầu tiên nè. Và đây cứ đi mình rất thoáng nha, bên đó mình còn cái đường đi bên ngoài nữa. Thành ra cái ngôi nhà này em thấy nó cũng rất là đẹp luôn. Đối với em là rất đẹp, còn đối với anh chị thì sao thì em có nói lúc đầu anh chị bình luận dưới video giùm em. Coi nhận xét mình có giống nhau không. Đó, nhà mình rất là sạch nha anh chị. Làm rất là cao, nhìn thấy nó rất là thoáng. Ngôi nhà mới ướt anh chị. Đó, tổng diện tích là 170.3 m², trong đó có 140.3 m² là thổ cư. Phần còn lại là cây lưu năm. Đó, anh chị thấy nè, đây là bên trong phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai mình có toilet, có bàn tăng điểm ở đây luôn nha.
Rồi đây, toilet nè. À, nhà tắm, toilet nhà tắm chung nha, tông một cái phòng luôn. Ở đây thì có để hoa lan giả, nhìn thấy nó cũng đẹp. À, toàn bộ là cửa gỗ không nha anh chị. À, nhìn thấy à. Đó, và cái không gian phía sau nè. Đây. Đây, cái không gian của cái phòng ngủ thứ ba của mình nè. Phòng này cũng có toilet bên trong nha, bàn trang điểm nào cũng có luôn. Có tủ để đồ, có kệ đồ này kia luôn. Thì nói chung những cái thứ này là chủ sẽ để lại nha. Ngoài chiếc xe hơi mà chủ gì à, để mở cửa em vô quay á. Thì chiếc xe hơi đó thì không có tặng được nha anh chị. Nếu tặng chiếc xe hơi nữa thì tính giá khác. Ở đây là phòng ngủ và toilet bên trong thì cũng thoải mái. Phòng mình thì nói chung là cũng không chật mà cũng không rộng quá, thấy thì cũng vừa. Đây thì có tấm tranh, đây ốp gỗ lên nhìn thấy cũng đẹp nè. Những ngôi nhà mới ước như thế này còn gì bằng nữa. Hệ thống camera có luôn, sau này để lại cho anh chị mình luôn nè. Đây ha, anh chị nhìn thấy nè, hệ thống camera để lại luôn. Rồi, đây là cái không gian nấu nướng của mình nè. Ở tên mình thì cũng có ấy nè. Cái tủ lạnh này chủ cũng tặng luôn cho anh chị mình luôn. Để lại luôn, chứ chủ không kinh đi. Đây thì có chỗ để chén trộn ở tên. Thì cũng rất là đẹp. Mà cũng gọn nữa. Nhìn cái không gian bên đây. Đó, thì cũng có để bếp điện từ đồ luôn. Đây là có cái toilet bên nhà bên ngoài nữa nha. Tức là nhà mình có 3 phòng ngủ, có 3 toilet luôn. 2 toilet nằm phòng ngủ ở trong và 1 toilet ở bên ngoài cho nhiều khi khách khứa bạn bè đồ anh chị mình về đặng đi á. Còn cái không gian ngoài sau của mình nè, có một khoảng không gian tống này cho lùa gió vô là cũng mát nè. Ngay đó có cửa thoát hiểm nữa, thì nói chung là cái gì cũng phải có cái cửa thoát hiểm để cho an toàn á. Thì vị trí này em thấy nó cũng rất là đẹp luôn. Giờ em sẽ di chuyển ra ngoài trước con lộ, quay con đường chỉ hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo luôn. À, đây là cái góc ngoài sau nhìn về phía trước nè. À, bên đây thì cái cửa đi trong phòng, bên đây là cửa đi bên ngoài. À, diện tích mình vừa nhưng mà chủ thiết kế nó cũng rất là đẹp nha anh chị. Bên đây thì có giật vô để treo những cái hoa rất đẹp nè. À, ha. Đây, xe ô tô mình đậu bên trong luôn. Rồi sau này gì anh chị mình có thể làm mái che để vậy cho nó sáng, cho nó đẹp cũng được. Có cái bàn uống trà này cũng đẹp nữa nè anh chị. Đây thì có tầm mấy cái lan nữa nè. Sổ sách rồi mình có nhà đầy đủ. Thì hiện tại chủ gửi cho em bán ngang, diện tích ngang của mình là 6m, phía sau hậu mình 6m, một cạnh đi sâu vào là 18m mấy. Hai cạnh cạnh 28m34, 28m09. Tổng diện tích hết đất luôn là 170.3m2, trong đó có 140m2 là thổ cư. Phần còn lại là cây lâu năm thuộc hành lang bảo vệ đường bộ của đường nhựa mình nha. Đây là ngôi nhà của mình đây. Đó thì giá hiện tại chủ gửi cho em bán là 2.530.000.000. Anh chị nào quan tâm liên hệ 0395454645, đó là số của em. Và hướng tin màn hình anh chị đang nhìn ra chỉ có 40m thôi là mình tới ngay quốc lộ 1A, ngay cái vị trí mà đi qua lộ luôn nha anh chị. Cho nên anh chị ở Sài Gòn về tới ngay đây mình quẹo qua đây luôn cũng được. Hoặc là anh chị đây đi Sài Gòn mình khỏi có cần qua lộ. Đó, hoặc là anh chị đi ra Mỹ Tho, anh chị ra ngoài đó anh quẹo qua chỉ có 7 phút mấy km là tới ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang luôn à. Đường nhựa, đường xe ô tô bự chạy vào được luôn nha. Nó xe ô tô 7 chỗ mình đậu bên trong nhà luôn nè. Đó thì có cổng rồi này kia làm thì cũng rất là bắt mắt luôn. Đó, cái không gian quay cho anh chị mình xem. Còn cái hướng này anh chị cũng đi thông về đường tỉnh lộ ở dưới kia. Nói chung là đi nhiều hướng nha anh chị. Xuống đó rồi nó cũng quẹo qua bên đường tỉnh lộ là được luôn. Đây, và cái vị trí ngôi nhà mình đây, dài con ngoài đó luôn. Đó thì giá chủ gửi em bán là 2.530.000.000 cho cái ngôi nhà này. Anh chị ơi, vì là ở ngay, không cần phải làm gì hết. Tất cả trang trí rồi nội thất gì chủ để lại hết cho anh chị mình luôn.
Thì nói chung điểm mạnh mình là có thổ cư. Điểm mạnh thứ hai là mình gần quốc lộ 1A. Điểm mạnh thứ ba là xe ô tô mình đậu bên trong. Nó cổng gào đồ này kia đầy đủ luôn. Có lối thoát hiểm đồ hết luôn. Rồi thì anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này thì cứ alo cho mình xem. Rồi mình xem sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất ngôi nhà cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Nhưng mà em có để cái ảnh của cái bản vẽ cho anh chị mình xem á. Còn cái thông tin thì em gửi qua Zalo nha. Chứ thông tin em không đưa lên được. Đưa lên thì bị sợ bản quyền của YouTube nha anh chị. Nó đường đèn đường nào có hết luôn rồi. Rồi đến đây em xin cảm ơn anh chị mình đã xem hết video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo cho em. Còn bây giờ em cũng xin chào. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.